Chào mừng quý vị đến kênh YouTube của Bằng Sinh. Nhớ đăng ký, comment, like và share. I love you. Tôi dân Sơn, năm nay 35. Tôi yêu ăn, yêu nói, yêu cười, yêu con sông, yêu cô em xinh xinh, yêu quê hương, yêu lắm bao người, yêu thiên nhiên nên đi đến khắp chốn. Hôm nay Kiên Giang, mai tới Quảng Ngãi, ghé Huế, đến Bắc Ninh, rồi Phú Yên. Bây giờ là 6 giờ rưỡi sáng, ha. Bằng Sinh đang ở sân bay Rạch Giá. Để đó một cái người mà từ đầu chương trình đến giờ rất là nhiều quý vị comment mời người đó vào chương trình. Mặc dù cái người này đó là già hơn Bằng Sinh nè, xấu hơn Bằng Sinh. Coi nè. Cái gì? Không có gì, coi nè. Tận hưởng không gian như mình nè. Không phải. Tôi nói khán giả coi nè. À khán giả. Nói khán giả, ở ngoài kia kìa, khán giả đó thấy không? Đâu. Đó, trong đó. đang ngồi đó thấy không? Đã thấy rồi, đang thấy. Chào. Nói quý vị khán giả coi nè, cái người như vậy nè, bà yêu cầu tôi, ha, comment yêu cầu tôi phải là đưa vô trong chương trình, đi chung với tôi mới vui. Mà khán giả ta chịu không? Không, xin nói rồi. Bữa nay đón một cái người già hơn Bằng Sinh, xấu hơn Bằng Sinh. Dòm về tin. Ok, nói với mình dạng vậy, tôi sẽ đưa ông đi tham quan một vòng thành phố Rạch Giá mình. Rạch Giá phải không? Rạch Giá. Mà này là xuống đúng Rạch Giá không? Ủa này, sân bay Rạch Giá mà. Đúng không? Sân bay Rạch Giá đúng. Ok, được. Sau đó tôi đưa ông ra cái hòn của tôi. Có hòn rồi. Tôi có hòn luôn. Dữ à? Mấy hòn? Một hòn. Mẹ còn hòn gì đâu. Không có hòn à? Giờ còn hòn à? Tất cả mọi người biết hết luôn. Hòn Sơn. Hòn Sơn. Đó, Hòn Sơn. Bây giờ đi chưa? Giờ đi ha. Đâu đấu hùng dữ lắm rồi. Có limo đón đàng hoàng luôn. Hùng dữ vậy ta? Trời ơi, giỡn hoài. Dữ à. Kiên Giang của tôi mà. Anh vẫn chơi hoài. Dân Kiên Giang chơi mà, đâu còn dân chơi. Anh em tụi tôi đi quậy nha. Cút ra. Cửa tự động quên. Đá này nó ngon lắm á. Hạt chia, nước dừa, thanh nhãn. Hạt chia. Ủa hạt chia là hạt gì? Hạt chia đó. Nó mát hơn hạt hé. Sáng giờ này mình uống có bị gì không? Mình đang chưa uống hạt chia. Cái cà phê sữa đá mà truyền thống á. Ừ. Anh cà phê đen đá. Đậm ha. Số mấy đậm? Số 1 đậm hả? Rồi, cái số 1 cho anh ha. Rồi cho anh cái bún cá. Ừ. Ủa, ăn gì? Ăn luôn à. Kêu luôn đi. Vừa cà phê vừa ăn sáng rồi cho nó vui. Vân Sơn xin chào cả nhà mình nha. Bây giờ hiện tại Vân Sơn và Bảo Liêm đang ở trong một khung cảnh rất là tình tứ ha. Ở đây là cà phê, một cái quán cà phê ăn sáng được mang tên là Sea View. Si là biển, view là mình nhìn thấy biển đó, ha, phía sau lưng Vân Sơn là biển nha. Đây là một trong những một cái cơ sở nằm ở trong cái khu đất lấn biển ở thành phố Rạch Giá. Đó. Nhưng mà ở đây Vân Sơn không muốn nói đến cái cà phê Si View này mà nói đến cái món ăn này nè, đó. Bún cá Kiên Giang. Bún cá Kiên Giang hiện nay là một cái món ăn mà nó nổi tiếng của thành phố Rạch Giá cũng là tỉnh Kiên Giang mình. Đó, thành ra bún cá Kiên Giang hiện nay đó là rất là nhiều quán bán. Và đến những cái cà phê ăn sáng lớn như vậy thì chúng ta vẫn có những cái chọn lựa như là gọi bún cá Kiên Giang. Hiện nay là Vân Sơn và Bảo Liêm gọi hai tô bún cá Kiên Giang đặc biệt. Nhìn thấy đẹp không? Đây ngoài là nè cá nè, nè tôm nè, rồi ngoài còn thêm tôm cá đồ ngoài nữa. Ok, đã lắm. Nè đây nè, đây là tôm nè.
Đây là cá nè ha. Nè, cái giá đặc biệt lắm. Nó đang giá chìm dưới nè. Có cái giá đặc biệt à? Có không? À, cái giá nằm dưới hả? À, giá nằm dưới. Cái giá mỏng mỏng nhỏ nhỏ ha. Giá nhỏ xíu à. Nè, ngoài ngoài ra nè, còn này tôm nè, thêm tôm nữa nè ha. Thêm là cá nè, đúng không? Ăn muốn thử không? Tôm cũng ngon. Ừ. Ha. Bỏ miếng tôm lên ha. Miếng cá lên ha. Ăn có đúng điệu rồi các bạn. Bỏ miếng bún lên. Chắc à? Về đánh giá mà ăn món này là thiếu sót. Hơi uống phí phải không? Thiếu sót, thiếu sót. Giờ mình thử nè, cá nè. Đó, cá thêm nè. Thử coi. Liêm là sợ ăn cá lắm. Nhưng mà đây là không nghe mùi cá. Nên là không biết nó phải cá không. Cá lóc á. Cá lóc đồng mình á. Quá đặc sắc. Ăn xong tôi dắt ông đi ăn vòng nữa. Rồi trưa nay mình đi kiếm gì đặc sản của Kiên Giang mình ăn. Đúng rồi. Ha. Ok. Tập trung vô Vũ Quang đi. Ông này nè, hồi nhỏ ông kén ăn lắm. Tới già rồi bắt đầu mới dễ nè. Bây giờ già rồi, chơi hết được rồi. Giờ lo ăn cho ngủ. Chơi hết nổi. Sơn ngược lại, hồi nhỏ. Hồi nhỏ, ăn với ngủ không à. Rồi bắt đầu chơi. Bây giờ già rồi, ăn được ngủ được còn chơi không. Ok. Không biết chơi nổi không. Okay. Nhảy còn còn. Không ăn đâu được đâu, ông ăn hoài tôi ăn hết được. Quá đã luôn. Được chưa? Nghe chi là gió biển lộng lộng à. Tôi báo cho ông biết tin luôn, đây là quê vợ tôi. Ủa có vợ giàu vậy? Không có, đây là quê vợ tương lai. À tương lai hả? Có nghĩa là tôi về đây tôi kiếm vợ. Còn nhỏ đầu trống. Muốn không? Bây giờ nè, người con gái, người phụ nữ ở Rạch Giá Kiên Giang mình giờ đẹp lắm đó, mà không phải là người con gái đẹp không, mà bây giờ ở đây có những cái khu đất lân biển, thấy không? Mình đang đứng đó, trên đất lân biển. Biển trong kia mai mốt sẽ là một cái khu 90 hectare, 90 mẫu. Kinh hồn chưa? Ở đây á, sau khi mình kiếm được cái người phụ nữ đẹp, mình cưới vợ xong xuôi rồi làm tiệc cưới luôn. Nè. Ủa, nãy giờ tôi với ông vô đây hả? Ờ, chứ nãy ông tưởng đó là gì? Ông tôi tưởng là cái chỗ gì, sân khấu biểu diễn. Sao lớn dữ vậy, nhà hàng tiệc cưới mà lớn dữ vậy nè. Tôi nói ở đây là quê vợ tương lai của tôi mà. Cha tôi khôn. Không? Đó, bây giờ nè, chạy vòng vô đó khu đó coi. 90 mẫu đất lấn biển. Đất lấn biển. Nhưng mà xong đó chưa? Nãy ngồi đứng cái tôi ông lọt dưới à. Lọt xuống biển là kỳ lắm á. Không, xong rồi chưa, tôi đâu có biết. Tôi đâu biết xong rồi chưa. Giờ vô coi mới biết chứ. Ừ, là 90 mẫu trong đó. 90 mẫu luôn. Ha. Thử coi. Mai mốt sẽ trở thành khu lạc học. Mày thấy mới tin nha. Dữ lắm. Bây giờ lấy xe chạy vòng nó nha. Đại ok, rồi. Rồi. Vô thử coi. Sẽ là khu đất lấn biển, lấn ra ngoài kia ha. Tất cả mọi thứ còn là đất. Mà hiện nay đó là Kiên Giang mình nè, thành phố Rạch Giá mình nè, là có nhiều người ta đầu tư về đây lắm, kể cả anh em Việt Kiều mình ở bên Mỹ về. Giới thiệu một người sẽ là một trong những cái người mà có phần hùng ở trong khu đất lấn biển tương lai ở đây. Sĩ Bình Dallas, nhớ không? Ở Mỹ à? Ở Mỹ, ở Dallas, cái cuối mà Dallas anh em mình làm Dallas đó, gặp ông nè. Okay. Là tại gia gì nữa. Yeah, mình về á, mình nhậm chức đó là phó tổng của CIC, tập đoàn CIC. À, CIC. À, về và phát triển dự án, thì trong một cái dự án mà Lạc Hồng này là một cái dự án mà mình sẽ lấn biển ra khoảng 90 hecta. Trong đó là công viên không là khoảng 30. Rồi có một cái phố đi bộ, khu thương mại. Mấy cái khu hành chánh, cái khu mà trường học cao cấp quốc tế đó là từ cấp 2, cấp 3. Rồi lại là có những cái triển lãm. Coi như là những cái điểm nhân
tạo. Ừ. Sau này giờ đây là đổ cát trắng luôn. Trắng luôn. Tắm luôn. Tắm luôn. Wow. Cái mình kêu bằng cái đô thị thông minh. Đô thị thông minh. Ừ. Lạc Hồng. Lạc Hồng. Dần ha. Bây giờ sao? Bây giờ ở đây là mai mốt là mình sẽ lấn ra ngoài kia một cây số phải không? Xin nghe nói là cây số. Gần cây số rồi đó. Không cây số. À. Thì đó là một cái, mình sẽ làm một cái khu mà trong cái khu đó là có những cái subdivision đó là cái bằng những cái đặt những cái khu mà mình chia ra không? À. Rồi trong đó có những cái solar năng lượng mặt trời xanh. Thấy không? À. Rồi những cái phố đi bộ làm những cái theo cái công viên nước ngoài. Cho nên đó là tất cả là du thuyền đồ này này kia đó là mình sẽ làm những cái cảng rất là đẹp. Thấy không? Ngoài đó là cái môi trường là tuyệt vời. À. Môi trường sống chừng nào, chừng nào mình mới bắt đầu? Thì bắt đầu là đầu năm này khởi công. Đầu năm khởi công. Bây giờ là mình là tháng 11 rồi. Không. Ừ. Nhưng mà khoảng bao nhiêu lâu thì là thành hình? Thường thường á là một cái lấn biển như vậy đó khoảng 5 năm. 5 năm. Đó, 5 giống năm. Như ủa, cái còn sống không? Tây Bắc á. 5 năm. Anh này còn sống. Không? Để hưởng không? Không, đừng được. Ông đừng có lo. Ông đừng có lo chuyện đó. Mấy thằng ác sống dài lắm. Cuối tập mà chết. Mấy thằng ác cuối tập mà chết. Bây giờ như nè. Bây giờ ha, bây giờ sẵn gặp mình sẽ ở đây. Bây giờ tất cả những cái dự án của tập đoàn CAC mình á. Còn gì nữa, gì hay nữa? Có thể chỉ cho anh em được không? Rồi, ok. Vậy ha. Mình sẽ tiếp tục đi. Ừ, ta lỡ tài trợ mà. Bây giờ ha, bịt mắt liêm lại. À. Mở mắt ra. À. Bỏ liêm đây. Biết đây đâu không? Nói đây là đâu, đố liêm đây là đâu? Biết không? Biết. Ở đâu? Vị sĩ. Đó, đó, kinh ha. Kiến trúc khác ha. Kinh hồn ha. À. Có ai nói không? Là năm 2000 là tập đoàn CAC đã bắt đầu là làm mấy nhà phố này nè. À. Cái quảng trường này. À. Là đầu tiên đó. À. Là ở cái lấn biển này đó là cái này là cái là ấn tượng cái điểm mà nhánh của cả thành phố mình, thành phố. Coi như đây là cái quảng trường chính của thành phố mình luôn đúng không? Nguyên cái con đường này nếu mà có lễ hội gì đó thì sẽ có đường lớn này ha, được hai bên là vườn mông này ha. Còn năm ra rồi. Ngoài kia luôn là kể cả năm rồi có làm mấy cái sự kiện mà này. À. Công ty tài trợ là khoảng 10 tỷ rồi đó. 15 tỷ. 15 tỷ. Thí dụ như Tết đúng không? À, Tết. Thí dụ như là Tết Việt Nam, Tết Tây đồ đón giao thừa thì nó đồ là ở đây. Là ở đây là chính. Wow. À, đây là một cái khu mà hồi xưa là còn đầu tư á. Tết không? Tết về đây diễn không? Tết về làm á. Tết về làm. Làm là có. Tết về làm cái đi. Có chương trình năm nay cũng vậy mà. Mới à. Rồi đó. À. Năm nay là cũng khoảng đó. Năm nay khoảng đó hả? Đang lên lịch làm đó. Thì mấy anh em chắc mười mấy tỷ hả? À? Không, năm nay phải hơn chứ. Thôi mình lấy 1 tỷ rồi. Năm nay Sơn với Liêm về là phải hơn chứ. Có nghĩa là đất nước biển là từ ở tuốt trong đó đó phải không anh? Tuốt trong đó đó. Có như hồi xưa chỗ cái nhà đó đó là hồi xưa là đất ngay đó. Đúng. Rồi từ cái đó ra ngoài này là biển trong đây. Biển không. Kinh hồn chưa? Mà đâu phải là từ đó ở đây không đâu. Từ ở đây qua tuốt kia, từ đây qua tuốt. Giá luôn á. Bao nhiêu cây số? 7 cây số. Chiều dài 7 cây số. Mà đứng đây thấy ổn không? Ổn không? Có rung rinh không? Có rung rinh không? Tại dưới là biển mà phải không? Chuyện nào thấy nó dập dành nó biết liền à. Ghê quá ha. Đâu có ngờ đạch giá bây giờ nó vậy, đúng không? Lý do tại sao mà ông sĩ ông bỏ bên kia, không về bên này. Về đây cũng có chục năm chưa? Bên kia mới có là triệu phú rồi à. Giờ về đây tỷ phú rồi. Cho nên tại sao không về? Tại sao không về phải không? Hồi xưa là mình triệu phú ở Mỹ. Phú giờ về đây cái tự động làm tỷ phú. Sướng quá. Quá đẹp. Rồi mình sẽ tiếp tục đi mấy cái dự án. Đi ha. Đi, đi. CAC Group này đây ha. Cái tòa nhà chuỗi là rất là tương tức là so với được. Khu vực này rất là tương này tức. Được mấy năm, này được mấy năm rồi. Cái này hồi khoảng độ 2017 tới giờ. À. Thì nhìn nó vẫn còn rất là tương tức. Với từ lại là giờ mình làm trang cho nó xôn lên. À. Coi như là
kiến trúc mô hình mới, kiến trúc mình vẫn y vậy thôi, nhưng mà mình thay đổi mô hình đúng không? Mô hình có thêm cái này cái kia cái nội vô. Bây giờ ở đâu là cũng phải led, led là cũng phải đèn led vô, led giờ rẻ rồi. Vẫn giữ nguyên kiến trúc này thôi, nhưng mà mình có xây dựng lên hay gì nữa không? Sửa lại nha. Sửa lại, quy hoạch lại, quy hoạch lại. Mình bố trí lại khu nào làm cái gì? Cái phương hướng mới là 4 thông, và không trả tiền nè. Cái tao bảo đảm là đông liền không à? 4.0 mà 4.0 à, không trả tiền, không trả tiền, buồn quá. Rồi sau đây thì mình đi qua bên Tây Bắc đi. Bản đồ nó nhỏ nhỏ như nó lớn lắm, hồi nãy chạy xe mà chạy từ ngoài chạy vô tuốt ở trong chạy 10 phút 15 phút chưa hết luôn. Mấy ngàn căn nhà trong này nè, mấy ngàn căn luôn đúng không? 3.500 căn nhà. Kinh hồn. Bán hết rồi. Vậy chắc vô đây làm gì? Hả? Tính vô đây lấy 10 căn mà kêu anh. Mình vô đây giờ là phải câu trước. Mình phải câu nhà cửa đàng hoàng. Bây giờ cái này là mình coi cái bản đồ mình. Không mà bây giờ 3.500 căn này bán hết rồi. Không, của mình mua là khác. À mình mua là bắt đầu mình mua lại ta mới đuổi người ra. Đâu có đâu. Mà có mấy tỷ căn à. Mấy tỷ? À, mà tôi với ông mà vô mua thì chỉ có đặt cọc có 10 triệu thôi. Đặt cọc 10 triệu căn. Ừ. Thì lấy 100 đi, tôi lấy 100. Ăn cho tôi 100 căn đi. Bây giờ là mình yên tâm mình cưới vợ Kiên Giang được rồi. Thành phố giá luôn biết sao không? Đẻ con đã ở đây cho học trường nước ngoài luôn, trường quốc tế. Chuẩn bị có cái trường quốc tế sẽ xây đây, phải không anh sĩ? Đúng rồi. Không, nguyên miếng đất này 20 giây tháng 11 này nè. Đất này là 1 hectare. 1 hectare. Hiện nay thì anh sĩ đưa Vân Sơn với lại Bảo Liêm vào trong một cái khu được gọi là khu đô thị mới Tây Bắc. Trong khu này đó thì Vân Sơn biết là có 3.000+ căn nhà, mà như anh sĩ đó đã bán hết rồi đó. Rẻ quá mà. Bây giờ đang làm mấy cái bây giờ đang làm những dịch vụ, thí dụ như là đang xây trường học quốc tế đó. Mới mốt là con em ha của tất cả những cư dân này sẽ được học trường học quốc tế đó. Rồi siêu thị nè, rồi bệnh viện. Không, bệnh viện sẽ làm một cái clinic. Rồi như là tốt quá rồi. Ở ngoài kia có. Nhưng mà cái khu này tổng cộng nó khoảng chừng bao nhiêu mẫu anh hả? Khoảng 99 hectare. 99 hectare, 99 mẫu. Tính mẫu 3.500 căn nhà mà bán sạch. Trời ơi, tôi đã nói rồi, nó rẻ quá. Không phải vấn đề là rẻ, mà vấn đề ở đây á là vấn đề là deposit nó rẻ, đặt cọc nó rẻ. Nó có 10 triệu. Nói giỡn gì chứ, đây nè, đây là những căn biệt thự đúng không? Dạ. Kia là hướng biển đúng không? Hướng biển đó. Giờ theo này mới ngon trí cái văn phòng nhà này mới ngon. Theo như Vân Sơn đoán á, thì một căn biệt thự đây là ít nhất khoảng là 20 tỷ. Có không? Được khoảng 20 tỷ. Đúng không? Dạ. Thấy chưa? Biệt thự mà cỡ này mà mặt hướng biển nữa, đâu có dẫn chơi. 20 tỷ một căn. Thì bây giờ á, mai mốt ông về ông đầu tư ông mua một cái căn 20 tỷ này đi. Mãi biển. Đó, tôi về tôi xe một cái phòng thôi. Cho chắc ăn. Tôi mua căn. Tôi mua nguyên căn không xét cái phòng à. Tôi trí cái văn phòng với cho mấy người nước ngoài ở. À để về nó hiểu. Lo cái học hả? Lo trường học bên hả? Đúng rồi, hiệu trưởng là của người nước ngoài. Nhưng mà trong cái xin hỏi là những ai là những người đã mua những căn nhà như vậy? Có một số là Việt Kiều. Việt Kiều về. Một số là những cái huyện, những cái huyện người ta muốn dời ra ngoài thành phố cho con cái ăn học. Có một số là họ nâng cấp cái nhà mà ra môi trường tốt như vậy á, có dịch vụ như vậy á, thì những cái
dân cư ở đây nó ra nó mua, coi như là dân Kiên Giang nhiều đúng không? Kiên Giang rất là nhiều, Việt Kiều thì cũng nhiều. À. Tại vì tỉnh Kiên Giang nhưng mà cho Việt Kiều đứng tên chưa? Cho Việt Kiều nhưng bà con dòng họ ở đây đứng tên được. Ừ. Dễ lấy phải không? Dễ lấy. Ấy đứng ấy, tên rồi lấy luôn. Đâu có mà đâu, mình cho bà con dòng họ đứng tên nó uổng. Vậy đi kiếm một bà cho bà đứng tên. Ruột mà. Đó lấy lẹ hơn. Chắc ăn hơn. Đó nó không lấy mà nó mất. Ok, thôi mình đi. Bên này đẹp nè. Ở đây là miếng đất này là 20.000 m2. À. Thì cái dự tính của công ty đó sẽ làm nó giống như một cái sân banh hả? Tập chúng tôi thương mại. Đất vàng, sân banh đất vàng ngon lắm. Chứ để sân banh ngon luôn, làm sân banh ngon luôn. Bây giờ là đúng ra là một cái điểm để cho người ta tập trung để trước khi mình ta đi ra đảo. Ví dụ đảo Phú Quốc, đảo Nam Du, đảo Lại Sơn, Hòn Tre. À. Tất cả những cái hòn là ngoài đó 20 mấy cái hòn á. Ở đây sẽ là một cái bến điểm. Tàu đúng không? Bến tàu. À. Điểm xuất phát. Xuất phát à. Nó sẽ rất là nhộn nhịp. À. Ok. Rồi á là tụi này dọn bán cà đá được. Tụi này đang xây dựng một cái khu mà vật liệu xây dựng. À. Để, tại vì đây có cảng tiện lợi đang cho họ chở ra đảo hoặc cái chở về mấy cái huyện. Ok, để nhắc lại cho quý vị nghe là đây là anh Sĩ, là một trong những thành viên của tập đoàn CIC ha. Và tập đoàn CIC là những cái nơi mà Vân Sơn và anh Bảo Liêm đã được anh Sĩ đưa đi hồi nãy giờ đó. Là gồm có, thí dụ như sáng ngồi ăn sáng ở Sea View, đó là một trong những cái cơ sở của mình đúng không? Sau đó thì mình đi những khu, thí dụ như là có một cái Trần Quang Khải. Đó, cái quảng trường nó mới giữ đó. Cái quảng trường đó là hàng năm đúng không? Tết nhất hay những dịp lễ lớn là sẽ làm ở đó. 90 hectare ha. Đô thị thông minh à. Cái chỗ hồi nãy là siêu thị gì đó 4 thông đó, không lấy tiền. Đó là khu đất sỏi. Đất sỏi, nó đất sỏi. Rồi giờ khu đô thị mới Tây Bắc nữa. Giữ chưa? Rồi bến tàu bên kia nữa. Quá trời dữ, còn gì nữa không, còn gì nữa. Bây giờ thì còn nhiều lắm, nhưng mà bây giờ thì mình chỉ là ở Gạch Giá thôi. À. Ví dụ như là Phú Quốc rồi không còn cái Nam gì Du. Đó nhà hàng mà biển nữa, nhà biển qua biển. Chút chiều nay, chút chiều nay, chiều nay là qua biển là mình xuống dưới mình thâu cái dự án đầu tiên của cái đoàn. Nam Du, đảo Nam Du, Nam Du thì đảo Nam Du là hơi biển. Còn hòn còn đảo mà nữa nhiều lắm. Quá dữ. Thôi giờ tạm thời nó là vậy ha. Rồi. Rồi. Thank you. Mà chiều có dẫn đi cái vụ nhà hàng không? Có chứ. Sáng giờ coi đất cát không có gì ăn. Bây giờ đi ăn cái bụng rồi. Thôi đi. Thôi đi, đi, đi. Chiều lên ha, đẹp vô cùng luôn. Trời ơi, hết hồn cái nhà hàng thiệt. Cô dòng lại đứng cây dòng qua lên dòng đi, cô dòng chú rể. Dạ bây giờ xin giới thiệu quý vị, hôm nay về tiệc cưới của Thanh Lan cho đổi hệ. Rất là ngạc nhiên luôn. Khi mà bước lên đây đó, không ngờ ở Rạch Giá mình có cái nhà hàng nó đẹp như vậy. Đi một vòng mới biết được là ở đây đó có 30 cái phòng VIP, có nghĩa là phòng có máy lạnh đó. 3 cái sảnh tiệc cưới hay là sảnh hội nghị chứa được 2.000 khách. Ở đây ngoài ra còn có một số những cái bàn lẻ, thí dụ như tầng thượng ở đây nè. Ở đây là coi như là nếu mà về chiều chiều như vậy là khách không bao giờ muốn vô phòng lạnh hay muốn ngồi trong nhà hàng, mà ra đây ngồi mới đã, mới mát, đúng không? Và chưa hết, ở cái nhà hàng này đó là một cái nhà hàng nằm trên mặt biển nha. Nó giống như cái nhà thủy tạ vậy đó ha. Một kiến trúc tròn nằm dài ra biển, giống như là con sò vậy đó. Không ngờ là ở Rạch Giá lại có cái nhà hàng đẹp như vậy. Không biết là anh Sĩ cho biết là cái ý tưởng này. Ý tưởng này xưa là từ ở bên Mỹ về. Bên Mỹ vậy? À, tụi này đi khảo sát á. À. Bên Mỹ rồi qua Florida. Mô hình này là một phần hình của bên Florida đó. Nếu mà mấy bạn mà có đi qua Florida đó thì thấy có một cái nhà hàng con sò ở ngoài.
du khách đi ra ăn uống rồi này kia đó. Thì đây là mô hình mà tụi này coi như là copy á. Wow, hèn chi mà áp dụng vô đây thì thấy là tuyệt vời đúng không? Đúng rồi, đi hầu như là đi rất nhiều nơi của nước Việt Nam ha, mà ít có bao giờ thấy được có nhà hàng nào có cái mô hình nó đẹp như lắm ha. Anh Liêm, đúng rồi, tại vì bây giờ là nó nằm trên biển, nó nằm trên biển. Cái thứ hai nữa đó là lấy một cái gì hay nhất của người ta làm của mình mà, cho nên là nó phải đẹp chứ, đúng không? Rồi mà cái đặc biệt là tại sao mà chiều tối người ta không thích vô cái phòng VIP hay là ngồi trong nhà hàng, cái chuyện nó dễ hiểu thôi. Tại vì ngồi ở trong cái phòng VIP thì ở nhà hàng nào cũng đợi xem, thấy không? Chui vô cái phòng là chỉ thấy 4 bức tường. Nhưng mà được ở đây được cái là có cái được mở cái màn ra là nhìn thấy cái view. Mà cái ban đêm nó được cái là rất là đẹp, tại vì nó không thấy một cái gì hết. Cho nên ta mới lên đây. Không, nhìn ở đây nè, ra ngoài biển nè và nhìn qua bên kia kìa. Đó là khu đô thị mới Tây Bắc đúng không? Đó, cái khu mà mình đi á. 99 hecta, 3000 mấy trăm căn nhà hồi chiều mình mới vừa đi xong. Đó. Quá chừng quá đất. Vậy còn gì nữa? Nhưng mà bây giờ thắc mắc một cái điều vậy thôi à. Là nhà hàng thì đẹp rồi đó, mà đồ ăn ngon không? Đặc sản á, có những món đặc sản chút xíu nữa. Thiệt không? Thử ha. Rồi, đặc sản phải không? Rồi giờ mình đi thử, ok, vô. Đây là 130 cái phòng VIP, phòng VIP đó. Mà thường thường kêu một phòng lạnh đó ha. Là vô đây ngồi đó. Thấy không? Thấy view không? Đẹp. Tuyệt vời luôn ha. Nhờ có cái view này chứ không coi là cái phòng nào cũng như phòng đó. Không, rất là đẹp, rất là ngon lành. Và đặc biệt một cái điều nữa đó là đất Kiên Giang là đất lành chim đậu nha. Và thành phố đặt giá mình có những cái nhà hàng như vậy, thành ra nghệ sĩ tới điều điều hôm nay là Lê Quỳnh với là vợ của Lê Quỳnh là đi về đặt giá để đi show. Đi show. Nghe nói anh Vân Sơn Bảo Liêm ở đây mừng quá chạy lại. Lê Quỳnh và Mỹ Linh. Hello, chào quý vị. Lê Quỳnh, Mỹ Linh. Hôm nay đi show với Kiên Giang. Đột xuất tự nhiên lại gặp hai đại ca của mình. Quá mừng, chạy cái ao tới liền, nhà hàng qua biển. Hôm nay đặc biệt là tới đây lần đầu tiên mà thấy cái nhà hàng quá tuyệt vời. Nhà hàng mà phải nói rất là rộng, mà ở trên nhìn xuống nó có gì thấy giống như một con sò mà giữa biển. Cái đặc biệt của nhà hàng qua biển là nằm giữa biển chứ không phải nằm trong đất liền. Mà cái sò không phải sò thường nha, sò hai còi. Tức là dòm ở trên á, làm thấy con sò cái bên nó có hai cái cục. Hai cái cục này cũng là của cái nhà hàng nhưng mà bên hai bên này để tổ chức tiệc cưới. Sò hai còi, nhưng mà ở đây vẫn có sò hai còi. Cái món sò hai còi có luôn hả? Sò hai còi á, nó còn có ý nghĩa là gì nè. Có nghĩa là có cái con sò này đó, nó có cái một cái mặt sàn của nó đó là 2000 m², mà nó là hai tầng. Tầng 1, tầng 2 là 4000 m². Mà nghe nói nãy là có cái sân thượng lớn lắm phải không? Rồi, nó mới xuống nè. Giới thiệu cho anh một vài món đặc trưng ở đây ha. Đặc sản. Rồi. Gồm có bò wasabi, gỏi tép sâm. Gỏi tép sâm. Tép sâm là nghe được đó. Ồ, vậy đây là biển mà có gọi tép sông nữa hả? Cửa sông đây ông nội ơi, cửa sông đây. Thường tới Kiên Giang nghe biển là ăn đồ biển, nhưng mà là sông thì chắc đặc biệt. Kiên Giang mình là biển sông đầy đủ. Đặc giá nó đặc biệt là vậy đó. Luôn. Nước biển, nước mặn, nước ngọt, nước lợ. Lẩu sim lo. Là lẩu gì á? Sim á, sim có nghĩa là Thái Lan, nhưng mà Thái Lan nó lo đó, người Thái Lan nó lo đó. món gì mà lạ nhưng đừng lạ quắc là được rồi. Thôi bây giờ vậy đi, thôi giờ này những món mà ở đây uống bia ha, thành ra cho anh là thứ nhất nè. Con cung nấm này có không? Dạ có. Con cung nấm một con bao nhiêu ký? Tầm từ 300 đến 500 gram thì con to. Ký được. Cung nấm làm gì con người. Con to nhưng nó có 700 gram mà trời ơi. Con gà vậy ta mấy ký? Không, tôi hỏi bao nhiêu lớn. Ví dụ như nó lớn quá thì làm một yeah. Món làm ví dụ như món này món kia. Thì bây giờ cái này nó 300 gram ông làm cũng được gì. Lấy cái mình là một món, lấy cái chân là một món. Yeah. Ok. Rồi thế bây giờ. Ôi quên nữa, đây có chủ nhà hàng đây mà nãy giờ tập lại. Bởi vậy. Thôi, bây giờ hỏi. Chị hỏi gì? Nãy giờ tưởng là nhà hàng của anh em mình không à. Anh sĩ đề nghị món gì đi. Đây là phó tổng đây mà. Thôi rồi, lo đi, ông lo đi. Rồi một cái món tép xào điện điển. Dạ, tép xong ha. Tép xong điện điển. Tép
cá chê, nướng mồi, nướng mồi, nướng mồi, nướng mắm gừng. Đó, lâu lắm rồi không ăn cái con đó. Cái cây vàng nha anh. Ừ. Nhúng giấm đi, nhúng giấm, tạm cái đồ, đúng. Đó. Đúng rồi, như đúng rồi đó. Người món này đủ rồi, bốn món. Tôi dân sơn, năm nay mới 35 mà nghe. Tôi yêu ăn, yêu nói, yêu cười, yêu ba hoa, yêu đi chơi xa, yêu vui ca, múa hát la cà, yêu bông hoa nên yêu cá bông mu, yêu hương thơm nên yêu nhất là nước mắm, thấy bún mắm mà Sóc Trăng là phải ăn. Tôi gươm ra khỏi vỏ. Đây là cái giây phút mà quan trọng nhất cuộc đời của tôi. Đó, bắt đầu chơi nè, thử từng món trước nha. Bây giờ cái này ngon nè, cái này ngon chưa? Cái này là cái bằng tép xong lăn bột chiên, lăn bột chiên giòn, lăn bột chiên giòn, thử ngay rồi nha. Nhìn là tao quái cái mùi thơm quá, cái mùi tép xong lắm. Không, nó hay được cái là tuy là bột đã lăn qua cái bột rồi vẫn nghe mùi tép xong. Cái mùi tép xong ngon quá. Ngon quá. Nó béo. Ngon quá. Nó thơm ha. Cái mùi tép nó thơm nó vậy nên nó trời thắng. Nhưng mà hỏi sĩ coi dưới này tép xong mắc không em? Rất là rẻ. Nó rẻ sao nó làm gì chút xíu rồi. Đây làm cho thèm. Món đặc sản phải là thèm. Rẻ rồi sao làm gì có chút xíu à? Cái này mình gấp đủ rồi xong rồi. Tép đồng gỏi phong điện điện. Trời ơi, cái này còn giữ nữa nè. Coi nè, coi nè. Đó. Nhẹ tay thôi, nhẹ tay. Đã chưa? Nhẹ tay, nhẹ tay. Ngon mà. Mày anh em thử thích. Ừ, thử đi chứ, chờ nãy giờ rồi. Không cần chấm gì hết. Vừa ăn luôn. Nó độ mặn, độ chua, độ ngọt. Đúng là gỏi, ngon lắm luôn. Đầy đủ ha. Tép nó luộc vừa chín tới. Ha. Tôi không tin. Thử đi. Tin, tôi ăn tôi mới tin. Bị gì em nói? Quanh quanh. Trời ơi anh ơi. Đúng rồi, ngon quá ngon. Ngon quá ngon quá. Và bây giờ cái con mà anh em mình thích nhất luôn. Đó là con chim. Đây. Anh em mình thích rồi đó. Còn gì con mà anh em thích nhất. Con chim cúm núm. Cúm núm, cúm núm. Đó. Mà đây ra đâu có cúm núm gì đâu anh. À, nó lộ nguyên con ra luôn rồi. Cúm vô nào? Cúm năm, cúm năm. Cúm vô nào đâu? Thấy không? Tuy là làm thịt rồi mà hai tay này vẫn khép rất là gọi là thùy mỹ. Đây là một cái con kêu bằng con cúm núm. Nhưng mà mình nói tắt là con chim. Dứt quan là không phải. Không, bộ con chim mà hai thằng giành dứt. Không, bây giờ mình đang thử cái thịt không nó đi. Không biết được như thế nào. Coi đó là sao. Nó hấp nước dừa. Đậm đà luôn ha. Rất là đậm đà. Nó thơm nước dừa. Và cái thịt con chim này ngon lắm nha. Chưa bao giờ con chim nào mà ngon như con chim này. Không. Thì mình muốn kiếm con nào cũng núm ăn. Ngon quá. Xuất sắc. Sĩ. Được rồi. Thử đi. Không món. Ăn cái này là giống như nước ngoài đó. Cầm nguyên một cái đuôi. Cầm một cái đuôi luôn. Cầm xé ra. Cầm cái đuôi như vậy. Đây là con cá nhám. Nói tự nhiên cá trê đâu bự như vậy. Không, cá trê là nướng rồi nhưng mà mình phải trước khi ăn con cá trê cá nhám vô bỏ vào đây cho nó chín để mình ăn cá trê xong rồi cá nhám đúng rồi. Mở lửa lên. Cá mình cũng ăn cái loại lạ, chim cũng ăn cái loại lạ. Bây giờ còn cái gì lạ nữa không? Còn gì lạ để ăn không? Ấy giờ mình ăn cái con bóng đi. Con cá bóng đó. Cá bóng, cá bóng hay không? Con cá bóng. Em thấy con cá bóng mà thấy con bóng. Ok. Tôi ăn cá bóng nghe vừa thấy con bóng cái bên lên liền rồi. Cá trê nướng mọi mắm gừng.
ông ăn mà có xương một miếng ông phun vô cái mặt tôi. Có trắng luôn nè, có em thấy được cái xương kìa. Không có xương, làm sao có xương được. Cả nhà ăn dùng dầm. Nhưng mà cái cá này là chắc chắn là phải chấm nè. Thế còn cá này á, đặc biệt á, anh ăn sao mà thấy mặt nó sướng vậy? Nó sướng sướng sướng. Người ta nhiều khi nó sướng tôi cũng nhăn vậy. Mày sướng bằng có nhăn không? Nhăn à. Đặc biệt cái nhám này á là cái thịt nó không có ngọt, nhưng nó ngon là gì? Thế nhưng ngon là nhờ cái gân của nó, cái xương của nó đó, là coi như cái xương của nó là sụn không hả? Ăn sực 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 như này. Ừ, nó không nhận trong chưa? Trong cái xương nó như cái sụn nè. Đúng không? Hả? Dạ. Tuyệt vời ha. Một buổi tối tuyệt vời khi mà chúng ta có mặt ở Rạch Giá và chúng ta ghé vào nhà hàng Hoa Biển. Đó. Chọn thức những món đặc sản này. Đúng không? Chọn những món đặc sản, chọn một cái phòng và xung quanh đặc biệt là phải có tất cả những bạn bè. Ha. Và ngon hơn nữa là KCB. Ok. Rồi. Này đặc sản bia Kiên Giang. Đúng không? Ngồi biển là phải đá chứ. Bây giờ ha. Từ ở Rạch Giá mình đi ra Hòn Sơn khoảng chừng một tiếng. Rạch Giá đâu? Rạch Giá đâu? Rạch Giá đó. Không đây. Bữa nay là trời mờ, bữa nay là trời bị mù mình thấy. Bây giờ tôi thấy là kia nó có cái đảo kìa. Không biết cái đảo đó là đảo gì. Cái đó có thể được dùng, đó là dùng Hòn Sơn nè, Tam Du nè, tất cả mọi thứ là đó. Ở Kiên Giang mình có 101 hòn và đảo. 101 hòn mà đảo, ghê không? À mà ông đi được mấy hòn rồi? Nhiều hòn lắm rồi, mà bữa nay là ra hòn này là hòn của tôi nè, Hòn Sơn. Bây giờ ở đây chút nữa tôi đưa ông lên phòng lái. Phòng lái cái mình coi mấy anh em mình lái tàu sao. Rồi nếu mà được thì mốt là ông xuống đây lái phải luôn. Nhưng mà quan trọng là ta có cho mình vô không? Được. Chứ hồi là nó đi qua cái hòn khác á. Không thấy không? Tàu đẹp không? Đó, thì đây thấy nè. Hồi nay trời hơi mù chút xíu, chứ đường như trời trong á, ông thấy biển nó điểm trong xanh đẹp. Tất cả mọi thứ đẹp luôn, đẹp lắm. Mà ngồi ở đây được khoảng 15 phút là ông dừng trúng gió đó. Ok, vậy lên phòng máy ha. Rồi phòng máy ha. Hỏi chưa? Được, đi. Nhưng mà ta không cho ra vô quá. Ok đi. Ui trời, hiện đại quá. Thấy chưa, thấy đã chưa? Anh là Captain. Anh cho em hỏi anh tên gì? Anh Tuyền. Truyền hả? Truyền thông đúng không? Em Sơn. Đây là Liêm. Đây là mình mà cái tàu của mình là một ngày chạy mấy chuyến qua bên đó anh. Chuyến ra chuyến về anh. Ra chạy ra chuyến về. Vậy thôi. Chạy lại. Có nghĩa là ngày mai anh em mình cũng 12 giờ mình đi chuyến này về nè. Nhưng mà học lái tàu thì khó không? Khó chứ. Khó hả? Anh lấy cỡ này lái được không? Đi đường tắt được. Đi đường tắt được. Nãy hỏi cứ lái không, nói là nhỏ là chèo xuồng dữ lắm. Chèo xuồng là chèo xuồng là cái tàu này. Anh Triền làm nghề được nhiêu lâu anh Triền? 30 năm rồi. 30 năm rồi? Lái tàu này, cái này là chắc mới sau này phải không? Mới xong lại, hồi xưa đi nước ngoài không ạ? À, hồi xưa đi mấy cái tàu gì, tàu không gì đó. Tàu chở hàng rồi đó. Không bắt thành đi. Nhưng mà làm gì có chán không? Chạy ra vô vô vậy hả? Cái tuổi này nọ chứ có một chuyến chạy hoài. Hoài đi đảo này đảo kia cũng được. Có không có đi đảo này kia không? Hay là ngày có một chuyến ra ngoài này rồi đi vô này. Đi đảo khác, Sơn, nó nói ở đây là có 101 cái hòn, đúng không anh? Dạ đúng rồi. Rồi, rồi cái hòn nào mà mình chạy là được khoảng bao nhiêu hòn? Chạy được có 10 hòn. Chỉ có 10 hòn thôi. Dạ. À tiên kia hòn rộng. Không phải hòn nhỏ thì chưa khai thác. Bây giờ vợ con được ở đâu? Ở ngoài hết trơn. Ở ngoài hết trơn hả? Ở trong này có bà nào khác không? Không. Sao? Không lẽ có một cái? Không, mà nó có cái là tao không có chơi rồi. Thôi chắc chắn ha. Thấy không? Tôi nhìn mặt anh rồi. Có lợi gì á? Mà chịu tình cảm mà. Tao không có, tao phải tính chứ. Có là tốt. Có là tốt ha. Chịu tình cảm. Đó chứ chuyện hôm nay như vậy? Hôm nay năm mấy à? Năm sửu. Nhất cha.
xỉu á. Mình cùng cùng năm à, 61 phải không? 61 à. Xỉu. Đúng rồi, vì năm nay 35 ha. Xỉu chắc lớn không? Nè, ông này à, ngày lớn hơn ngày. Ông này nhỏ hơn. Ông này mới 33 à. À, 61 hả? 61. Bằng xỉu. Bằng xỉu. Thôi vậy phát tay cái đi. Cảm ơn nha. Cảm ơn chị nhiều lắm nha. Ok. Đạo ha. Nhà Liêm. Đó. Đây. Tắm hả? Tắm hả? Không. Giờ nhảy xuống đây tắm hả? Không có. Hả? Bây giờ mình lấy một cái tàu. À. Ha. Lấy cái ghe mình đi một vòng đảo. Ghe nào? Ghe nào? Giờ ở đây một đống này biết cái nào. Thấy ghe lớn nhất không? À. Đó lấy ghe nhỏ cái bên. Biết ngay mà. Ok. Thôi lấy cái tàu nào nó đẹp đẹp đi. Bây giờ là anh em đang ở ngoài Hoàng Sơn. Ha. À, chuẩn bị lấy một cái tàu, một cái ghe nhỏ nhỏ thôi. Ừ. Anh em lên ghe đi một vòng đảo coi tất cả những cảnh đẹp ở đảo này. Ha. Ok. Let's go. Đây không? Đây đây đây. Tôi dân Sơn, năm nay 35. Tôi yêu ăn, yêu nói, yêu cười. Yêu con sông, yêu cô em xinh xinh. Yêu quê hương, yêu lắm bao người. Yêu thiên nhiên nên đi đến khắp chốn. Hôm nay Kiên Giang, mai tới Quảng Ngãi. Ghe Huế đến Bắc Ninh rồi Phú Yên. Lần đầu tiên Vân Sơn với Bảo Liêm ra ngoài Hòn Sơn. Và ra ngoài này đó có hai nhiệm vụ tất cả. Thứ nhất là tối nay Vân Sơn và Bảo Liêm sẽ trình diễn ở một cái lễ hội được là lễ hội Nghinh Ông ở Hòn Sơn, mỗi năm là một lần, lớn lắm luôn. À, hiện nay thì chúng ta thấy xung quanh là ghe ha, ghe tàu, ghe đánh cá rồi về đây rất là nhiều. Không phải là chỉ ở Hòn Sơn không mà còn ở những cái hòn hoặc là ở những đất liền họ ra đây để mà tham dự cái lễ này nữa. Coi như là dân mà dân chài lưới đó, dân câu đó, dân đánh cá đó là về đây dự cái lễ hội này lớn lắm. Và Vân Sơn Bảo Liêm hôm nay về đây được đó là được sự tài trợ bởi tập đoàn CIC mời Vân Sơn và Bảo Liêm về đây để trình diễn cho những người ngư dân xem cũng như những người dân ở trên đảo xem ha. Và song song cái chuyến này đó thì Vân Sơn được anh Sĩ là phó tổng của tập đoàn giới thiệu cho Vân Sơn với Bảo Liêm biết được là những cái dự án của công ty sắp làm đây nó khủng khiếp lắm. Nó khủng khiếp lắm chứ không phải là bình thường. Thành ra bây giờ là tất cả những người mà dân thích đi du lịch biển đảo thì chuẩn bị, chúng ta sẽ có một cái nơi du lịch tuyệt vời ngay tại Hòn Sơn ha. Thứ nhất là tập đoàn CIC sẽ làm một cái khu đất lấn biển ở ngay chỗ cầu tàu đó là khoảng chừng 30 hecta dời nguyên một cái khu trung tâm hành chánh của huyện, đúng không, của huyện Hòn Tre về đây, Kiên Hải về đây. Song song đó là dời tất cả 500 căn hộ mà ở phía sau lưng của Vân Sơn đây nè đó, dời hết qua bên khu đó để nơi đây trở thành một cái nơi, một cái bãi biển tắm tuyệt đẹp. Và trên cái bãi này đó sẽ có những cái dịch vụ để phục vụ cho khách du lịch đến đây tắm biển. Tuyệt vời chưa? Và ở bên phải của Vân Sơn còn hết hồn. Cái đảo đó mới là quan trọng. À. À, là trên đó là sẽ làm những cái biệt thự, villa. À. À, cái gì đó, cái gì đó. Bungalow. À, đó à. Để cho khách ra nghỉ dưỡng. Nghỉ dưỡng ở trên đó. Ừ. À, cái năm sau. À, thì là nó sẽ có một cái khu, nó đặc biệt ở đây là nó có, khi mà di dời 500 cái hộ này ra thì nó sẽ thành hai cái mặt, hai bên là hai mặt biển, hai mặt biển tắm. Cái phía sau của Vân Sơn là chỉ có một mặt thôi ha. Ừ. Đi qua bên kia cách ra khoảng chừng 300-400 mét gì đó là một cái mặt biển nữa. Ừ. Hai mặt biển tắm luôn. Ừ. Tức là mình tắm ở bên này lạnh quá thì mình đi qua bên kia mình tắm nó ấm hơn. Hay 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 là chia ra bên nam tắm bên nữ tắm. Không. Hai mùa nó đúng. Thành ra khi mà những cái người mà người ta thích du lịch đó, nhất là đi ra biển đảo đó thì nghe dự án này phải quá, đúng không? Không, tương lai cái này khoảng chừng nào có? Thì năm 2000 bắt đầu triển khai đó. Năm 2020 bắt đầu triển khai. À.
thì khoảng là lâu à, còn lâu à, còn tháng mấy nữa đó. Năm năm mới còn sống, năm năm tôi còn sống thôi. Lấn biển là bình thường là một cái năm mà bắt đầu di dời là được rồi. Sau cái đó là trong lúc mà lấn biển thì mình ở đây là mình sẽ triển khai cái dự án là bãi tắm này. Rồi xong rồi là xung quanh cái hòn này là làm villa, làm biệt thự cao cấp năm sao, thấy không? Nghỉ dưỡng, nghỉ tính cho cái tầm quốc tế. Là tương lai lại đây là từ từ là sẽ có du thuyền rồi vào phải không? Đó, là thấy là nó nâng tầm lên liền. Có nghĩa là nếu mà muốn đi du lịch ở đây đó thì một là chúng ta xuống Rạch Giá đúng không? Xong lấy một cái tàu ra đây khoảng 1.5 tiếng là từ Phú Quốc vào. Hoặc từ Phú Quốc đi qua đây tốt quá, tốt quá. Tương lai sẽ có sân bay. Tương lai thôi không biết gì nào. Ok, rồi bây giờ là... Ok, bây giờ vậy nè, bây giờ là anh em mình sẽ đi kiếm cái chỗ nào đó ha, mình câu cá hay là câu mực gì đó ha. Rồi cái bắt đầu mình lên bãi kiếm cái nhà nào đó anh em mình làm sơ sơ uống bia đồ chơi được không? Ừ, được, cái đó được, đi ha. Cái đó hạp hơn á. Dạ, sĩ ha. Ok, quyết định vậy. Ôi, anh em ơi, gió lên rồi căng mùa mà cho khoai, các chèo lên ta nướng khô khoai, hò nhậu cho tiêu hết mấy chai. Khoan ơi khoan, hò hò nghe mà nghiêng ngứa là hò. Không ai trong chèo, không ai trong chèo, ơ hò là hò vô ta. Đâu cá đâu, cá đâu, bè đâu, bè đâu. Không, đây là nhà hàng nổi. Đi coi cá, coi bè mà không dẫn vô nhà hàng làm gì? Ai biết, bây giờ ta nói vô đây là nó nuôi cá đây nè ha. Xong nuôi rồi bắt đầu là lên là làm luôn nhà hàng đây luôn. Nhưng mà đâu thấy bè, đâu thấy cá gì đâu. Xung quanh không thấy gì hết. Bên kia kìa. Gì dẫn qua đây làm gì? Ai biết. Nhà nổi này mệt quá. Nổi mệt quá. Thôi vậy đi chỗ khác sĩ. Ê, cái không gì kia từ từ chính ra nên bè không bè có bè làm dữ vậy nè. Này gì đây nè, đó nó đặc biệt vậy đó. Ui cha cha, hèn chi nãy giờ thấy cái bè này nó lắc dữ quá. Đâu câu gì cho nó xa vậy. Lim xuống đi, lim xuống lắc bắt con lên đi. Bây giờ để tôi nha. Quá trời cá ngon quá luôn nè. Ui trời, coi kìa, ngoài con quốc con gì đó, con chuồng gì đó. Tức là đây là dưới này cái thôi. Bắt lên thôi, còn hai ba bè bắt lên cái là nhậu luôn. Hiện tại trên bè mình là có những loại cá gì nè, bóp nè, cá chuồng nè, cá mú nè, cá hồng mỹ nè, còn gì nữa, cá chim à, cái chim cũng đặc biệt đúng không? Cá chim mình là trắng hay đen? Trắng. Chim trắng, ô chim trắng lạ. Chim đen thì được rồi. Chim trắng một con, chim trắng một con. Chim đen thì được rồi, chim trắng lạ có luôn phải không? Rồi còn gì nữa, cá ngư biển, còn gì nữa, cá tai tượng, cá tai tượng. Cá tai tượng biển luôn hả? Ủa tai tượng ăn được hả? Cá tai tượng biển nha, cái tai tượng sông à. Cái tai tượng biển đó là lạ. Thường tai tượng ta làm kiển luôn hả? Ok. Còn bây giờ anh giới thiệu ví dụ như ở đây những con cá đặc sản của đảo mình. Đảo mình đây là cái gì đặc sản? Hiện nay là cá chuồng. Cá chuồng là đặc sản không? Mình làm gì ăn ngon nè, mình làm gì ăn ngon? Nướng. Làm lẩu. Chi sốt cà. Sốt cà. Cá ông Mỹ là thường hấp mỡ hành. Hấp mỡ hành đó, cũng lạ đó. Muốn ráng được. Muốn ráng được. Rồi còn gì nữa, gì nữa. Rồi. Hai món à. Đấy, hai con à. Con nữa đi. Chim đen. Ở chim trắng. Ủa chim trắng. Chim trắng là mẹ. Sốt cà. Tôi ăn chim đen quen rồi. Chim trắng sốt cà ngon ha. Rồi vậy đi. Ba món gì được rồi. Thì vậy cái kè nướng, cái mỡ hành. Đúng không? Nhiên cái sốt cà. Sốt cà đúng rồi. Đó, đó rồi, rồi bây rồi. Giờ bắt từng con lên cho nhìn thấy con cá ra sao. Rồi giờ bắt đi. Được. Ha. Bắt đi. Câu thì cũng được chứ mà con sợ mấy con. Sợ mấy con cá khác nó ăn. Ừ, dạ, này, bắt đi cho nó dớn đi. Dớn đi. Bỏ ra Hồng Mỹ đó. Hồng Mỹ. Ồ mà hay vậy. Hay vậy. Rồi bỏ ra đây, rồi. Hồng Mỹ. Hồng Mỹ. Cá hồng Mỹ này hồi xưa là nó sống ở Hồng Kông nè. Ô hai con nè. Oh wow. Ủa cái gì? Cái gì?
cá chim, chim trắng, chim trắng, chim trắng, chim trắng. Chuồng, chuồng, cái chuồng, này chuồng á, cá chim, chuồng đâu? Các bạn có nhớ là mình đang con cá chuồng ở quần đảo Hải Tặc không? Nó chuồng nướng nguyên con trên lá vàng đã ha. Nhưng mà cá chuồng á là một những con cá rất là ngon. Bữa nay có anh Liêm đi, thành ra Vân Sơn muốn cho anh Liêm ăn cái con cá chuồng nướng nó ngon như thế nào. Và hôm nay mình ở trên bè, mình có đầy đủ đồ nghề hơn, thành ra mình không cần để trên cái lá bàn để mình nướng vội nó vậy đó thì con cá nó chín nhưng mà nhiều khi nó khét, nó không ngon. Ở trong cái hoàn cảnh là mình có nhiều điều kiện để mình làm con cá nó ngon hơn. Bây giờ mình nướng trực tiếp trên lửa than, nhưng mà lửa than mình control được, có nghĩa là mình điều khiển nó được ha. Lửa than nó ở một cái nhiệt độ vừa phải và mình đặt con cá thẳng lên trên lửa để mình nướng luôn. Như vậy nó sẽ thơm và ngon hơn. Yeah, bây giờ okay. Là giờ linh thiêng nhất trong cuộc đời của tôi. Trong cái thế giới này không có cái gì ngoài bốn cái thứ khoái mà đứng nói đứng đầu, nó là ăn à, ha, đúng không? Bây giờ đây mình ăn nè. Rồi nè, đầu tiên nè, mình sẽ cho các bạn coi cái thịt của nó. Trước khi mình ăn phải banh da nó ra đó, xé đồ nó ra đó, này gọi là banh da xé thịt ra, banh da ra nè, cái nè, thịt thế nè, nó toàn nó là thịt không, nó chỉ có cái xương thôi. Nó chỉ có cái xương ở giữa thôi à. Còn hai bên nó ngộ vậy hả, cá là phải có xương giữa. Ờ à, ngộ lắm, cá nó không có xương giữa. Đó, coi nè, coi nè. Thấy chưa? Cá tươi là ngon. À. Đó, mình ăn thử thịt con cá thôi. Cho cá không phải không? Ăn cá thôi, ăn cá không. Ừ. Ủa thấy luôn à. Không, không, nó lấy lại vậy. Ừ. Thấy chưa? Y chang thịt cá luôn. Ai mà chưa bao giờ ăn cá, ăn nó sẽ biết nó là con cá. Ok, rồi. Rồi, rồi. Mời các bạn. Ngon. Ha. Quá đặc biệt luôn. Ờ, nguyên sớ luôn á, cái sớ thịt cái mít sồ đó, nó nguyên mít sồ đó. Đã dễ sợ. Khúc giữa hình như mùi đẹp lắm. Thể hiện một cái sướng mọi người. Mỗi lần tôi sướng là tôi cười à. Ngày mà hôm qua nó chửi tôi á, nó tôi vậy chứ còn ăn à. Rất là ít ăn cá, ăn cái thịt nó rất là ngọt, rất là ngon. Miếng mỏng quá. Nhưng mà mỗi một cái vị nó khác nhau. Vị là vị cá. Nó là gì? Mình xương. Hay cái kia là nó có cái cà lên á à. Nên nó đỡ đỡ nhưng vẫn có mùi cá. Nói vậy mà Tuấn nói ngoài này cái sốt cà này, này nổi tiếng là phải rồi. Nó có cái sốt cà lên ngon lắm. Cái tôi ăn nè. Cà ngon á. Rồi, có cái sốt cà ngon lên, cá nó ngon thì ngon nè. Còn quá đã nè. Đây là cái bụng luôn nha. Cái bụng nó có mỡ nè ha. Mở nhà hàng luôn. Nó béo. Thịt cá mà nhai ý như ngon như thịt gà. Mai mốt mình ăn con gà mình nhai chắc y chang thịt cá. Có nghĩa là ăn con gà nó dở đó. Thì ăn giống con cá. Thì giờ đây là cái món cá hấp mỡ hạch. Mà cá nãy mình ăn là cá chuộng, con này cá gì? Cá này cá hồng Mỹ. À. Hồng hồng Mỹ á. Đó, cái tên nghe cũng lạ phải không? Không, tên này tên của ghệ tôi mà. À. Hồi xưa có ghệ tên Hồng Mỹ. Có không á? Tôi nhớ ông có ghệ tên gì nè, hồng gì đó Mỹ, Mỹ Hồng. Mỹ Hồng. Mỹ Hồng. À. Cái ngon nhất là cái bao tử, đúng không? Đúng rồi. Anh ăn đi rồi anh nói lý do tại sao nó ngon. À. Ừ.
nó giòn, đúng, giòn, giòn, bao tử. Nó béo béo. Nó béo béo, đúng, ừ. đúng, đúng. Cảm giác không mập. Cảm giác không mập. Ăn giá cao. Phải ăn đâu. Tức là béo mà không mập. Béo mà không mập. Quá ngon phải không? Trời ơi, Hồng Mỹ em ơi. Em đang ở đây. Trời ơi, ngon quá rồi. Ăn có giống hồi xưa, giống ăn nó không? Ok, thử nha. Cười mới ngon, không cười không? Chết mẹ mặt nó tái vậy thiệt. Không dám nói luôn. Không dám nói luôn. Nó ngon theo cái kiểu giống như là nãy anh sĩ nói đó, là nó ngon theo kiểu nó có quốc ao à, nó chắc phải không, cái thịt của nó chắc và nó giòn hơn, ừ. thịt nó giòn hơn á, thịt nó giòn hơn, nó ngọt hơn, nhưng mỗi con có một cái ngon riêng, ừ. mỗi con có cái ngon riêng có nha, có béo nhiều hơn, ừ. con mập này nó có béo nhiều hơn, con mập nó béo nhiều hơn, con này chế môi hành thấy mày, con này chấm môi hành vô mà nó vẫn không thấy béo, nhưng mà thịt ngon nha, ừ. thịt giòn dai ngọt ngon, ừ. Hồng Mỹ ngon quá em ơi, mai mốt làm chết với anh rồi, anh sẽ kiếm em dài dài. Bữa nay anh em mình ở trên cái bè Hải Âu của Hồng Sơn. À. Ừ. Cái gì bè Hải Âu là gì? Bè Hải Âu, cái bè này. Cái bè tên Hải Âu. Ông nói cái tên như nó không tự nhiên bè Hải Âu là bè gì? Thì cái bè tên cái tên của cái bè này là Hải Âu. Thì bè Hải Âu là cái bè Hải Âu giống như hòn. Mai mốt cái này người ta hỏi ủa bè Hải Âu là bè gì? Cái hòn Sơn, nó kêu là hòn Sơn. Bè Hải Âu tôi kêu bè Hải Âu. Đúng rồi. Cái này tên Hải Âu. Tên Hải Âu. Vậy ha, à. Mỗi cái bè đâu có cái tên khác. Đúng rồi, giống như mỗi một lần nhà hàng nổi. Đừng có nói cái tên Hải Âu nhiều. Tại mỗi một lần nói tên Hải Âu vậy á là chủ quán sẽ trả 10 triệu. Mà nãy giờ nói 10 lần rồi. Mà nãy giờ Sơn nói 5 lần, Liêm nói là nhiêu rồi? Cũng 5 lần vậy. Lên đây á, mình thưởng thức ngoài con cá chuồng rất là ngon rồi. Hôm nay cũng biết được con cá Hồng Mỹ ngon quá. Ha. Thật ra tất cả các bạn sau này có ghé Hòn Sơn chơi ha, thì chúng ta sẽ có được cái dịch vụ tốt hơn, ừ. Và nếu mà muốn đi ra ngoài bè để ăn thưởng thức những cái món ngon thì nhớ chọn cái bè Hải Âu, ừ. Để mình ra ha, ngay chỗ này nha, nhớ ngay chỗ này nha. Ra nói chủ quán nói là ăn mấy cái món mà Vân Sơn Bảo Liêm ăn là người ta biết liền, ừ. Okay. Bây giờ là coi như là anh em tạm kết thúc cái chuyến đi ở tỉnh Kiên Giang mình. Những tập tới anh Bảo Liêm sẽ đồng hành với Vân Sơn mình đi ở một cái tỉnh kế đây luôn, ha. Nhưng mà giờ tạm giữ bí mật, ừ. Ok. Vân Sơn tường trình từ Hòn Sơn. Hiện tại thì Vân Sơn đang ở phía sau cánh gà của một cái sân khấu được làm lên để phục vụ cho tất cả người dân ở tại đảo Hòn Sơn cũng như là những người ngư dân từ những phương xa về đây để làm cái lễ nghinh ông. Vân Sơn rất là ngạc nhiên ở một cái đảo Hòn Sơn mà làm một cái đình văn nghệ để làm lễ nghinh ông thôi mà tổ chức rất là chu đáo và rất là đình đám như vậy. Từ sân khấu LED ánh sáng sân khấu cho tới tất cả dancer, đúng không? Dancer nè, nhiều lắm dancer. Mà dancer trẻ đẹp không nha, dễ thương lắm. Hey dancer. Hey, you good? Ok. Rồi, ca sĩ, MC ngon lành luôn. Ví dụ như là hiện nay đi chung với Vân Sơn một cặp luôn, một cặp Tấu Hài, một cặp Trời Sinh, một cặp đó là danh hài Bảo Liêm. Có mặt đây luôn nè, đó.
với anh Hai Bảo Liên à, đang quay hả? Ừ, đó đang quay. Phải nói rồi tao phải chỉnh mặt tao đang quay. Đó, đó. Giữ không, giữ không, giữ không đó. Không. Bà quẹo. Nãy nói gì mà không giữ? Không có, tôi nói là nhìn cái mặt vậy nè. Dữ lắm, nhìn mặt vậy thôi chứ dữ lắm. Húp cháo rồi dữ lắm, còn húp cháo được. Mới húp xong nè. Mới húp xong thì mới húp tô cháo luôn. Răng giả mà nhai gì chứ. À, chưa hết đâu, đây nè, Lê Quỳnh thấy chưa? Dữ chưa? Kế bên luôn. Anh Năm Thanh Tuấn. Năm Thanh Tuấn. Trời ơi. Hồi nhỏ nó là tôi đẹp trai như ổng vậy nè. Bây giờ tôi già rồi. Được cỡ cỡ ổng thôi. Đây nè, ghê luôn, Nguyễn Quỳnh. Đó. Phải không? Phải không? Trời ơi, nhìn nó nhìn không tin á. Nhìn tưởng con hay gì đó. Hạnh phúc quá. Trời ơi. Sướng vậy ta, đã vậy ta. Nguyễn Quỳnh nè, Lê Quỳnh nè, toàn là chơi mà trẻ trẻ gì không. Chơi toàn là đồ hot boy không. Còn nhiều lắm, còn nhiều nữa chứ mày. Còn Chí Tâm nè, rồi còn ai, còn Trọng Hữu nè, rồi còn Trọng Phúc nè, Lê Tứ nè, rồi Thanh Ngân nè, Danh Hài Ngọc Sơn nè. Ủa lộn. Anh ba Ngọc Sơn. Còn nữa, còn nhiều lắm mà nhớ không hết. Nhiều lắm đó. Thế đó là chưa hết nha. Còn ca sĩ trẻ mà đang lên trên đài danh vọng luôn, một giọng hát bolero rất đình đám bây giờ, Phương Anh. Cưng ông, mặt cưng ông. Trời ơi cưng. Em đừng guitar được phải không? Dạ, đúng không? Ờ, thấy em quay hay đừng guitar đúng không? Có đang có gặp bây giờ không? Đó. Không ạ, cưng quá à. Đẹp quá, hát hay quá à. Ai chịu nổi hả? Cảm ơn anh. Ok cưng. Em chào mọi người. Đây nè, ngồi kế Vân Sơn biết ai không? Trời ơi, nghệ sĩ nhân dân Trọng Hữu. Vẫn chơi hoài. Vẫn chơi hoài. Còn đây. Còn đây nè. Ở đây là ca. Thâm thân rồi bé. Ở đây là ca sĩ quốc dân Ngọc Sơn. Thâm thân rồi bé. Thâm thân rồi bé. Thâm thân rồi bé. Không phải nói gọi là ca sĩ sơm nhạc trữ tình số 1 Việt Nam. Đó, ca sĩ quốc dân mà ai không biết. Đúng chưa không? Nói chuyện tác giả nên nó viết nhiều bài tôi mê. Ừ. Mới hát ra giờ tôi đã biết rồi quay. Giờ tôi đã biết rồi đàng hoàng. Dân Sơn năm nay mới 35 mà nghe. Tôi yêu ăn, yêu nói, yêu cười, yêu ba hoa, yêu đi chơi xa, yêu vui ca, múa hát la cà, yêu bông hoa nên yêu ca bông mu, yêu hương thơm nên yêu nhất là nước mắm, thấy bún mắm mà Sóc Trăng là phải ăn. Món phở tay khắp nơi nhìn là muôn sợi.